ngoại thất xe VinFast có giống với BMW X5. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, hai chiếc xe mẫu đầu tiên của VinFast dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào đầu tháng 10 2018 tại triển lãm Paris Motor Show. Điểm chung của hai mẫu xe xuất hiện trong clip là vẻ đẹp mạnh mẽ, sang trọng và tràn đầy năng lượng, đặc biệt với việc đưa biểu tượng tạo hình cách điệu chữ V, chữ cái đầu trong tên nước Việt Nam vào logo và đường nối từ đèn pha đến đầu xe khá ấn tượng. Để nói về ấn tượng ban đầu, mẫu SUV có lẽ rất được quan tâm khi mà sở hữu nhiều thiết kế tương đồng với mẫu BMW X5 đời F15 danh tiếng. Bởi trước đó, VinFast đã mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BMW phục vụ cho việc sản xuất xe hơi trong tương lai. Nếu nhìn trực diện phần đầu xe, thì xe SUV VinFast khác với đầu xe BMW X5. Đầu xe X5 mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đặc trưng. Trong khi đó, đầu xe VinFast với logo V rất to và được thiết kế nhiều chi tiết. Với đèn LED ban ngày, đèn pha cốt LED được đưa xuống bên dưới khá giống với thiết kế đèn của Hyundai Kona và Mitsubishi Xpander mới ra mắt tại Việt Nam. Khi bạn quan sát bên thân xe thì sẽ thấy form BMW X5 rõ ràng trên VinFast SUV. Từ vòng cửa kính, trụ A, B, C, đường gân trên thân xe và kích cỡ bộ vành và lốp. Đôi xe VinFast SUV là phần chúng tôi thấy rất ấn tượng khi mà giải đèn LED chạy dài suốt trên cửa xe. Đây là xu thiết kế mới, đèn hậu kiểu mới mà chúng ta thấy nhiều trên các mẫu xe như Porsche Panamera, Cayenne đời mới. Chúng ta hãy cùng chờ đón sự ra mắt công chúng của xe VinFast vào ngày 2 tháng 10 tại triển lãm ô tô quốc tế Paris. Hãy like và subscribe kênh để cùng theo dõi sự kiện này.